Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, trong kinh Hoa Nghiêm có câu: quên mất tâm Bồ đề mà làm các thiện pháp thì đều gọi là nghiệp ma. Con xin thầy giải thích cho con hiểu rõ về câu này. Tâm Bồ đề ở đây phải được hiểu như thế nào mới đúng ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Câu hỏi rất hay. Một Phật tử dẫn kinh Hoa Nghiêm để đưa câu hỏi. Và đây qua câu hỏi này chúng ta thấy là Phật tử dẫn kinh Hoa Nghiêm nói rằng quên mất tâm Bồ đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma. Và Phật tử này nói rằng muốn hỏi cho rõ, muốn thầy giải thích rõ về lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm này, đặc biệt là ở cái câu mà Phật dạy này: quên mất tâm Bồ đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma này. Và ý thứ hai, Phật tử này hỏi là tâm Bồ đề phải được hiểu như thế nào cho đúng. Ở đây tâm Bồ đề hiểu như thế nào cho đúng? Thì xin thưa các quý vị, vì sao mà ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật là lại dạy rằng quên mất tâm Bồ đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma? Muốn hiểu rõ được lời dạy của Đức Phật này thì trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là tâm Bồ đề, thế nào là các việc thiện và thế nào là nghiệp của ma. Và chúng ta chia ra ba khía cạnh, ba yếu tố. Thứ nhất là tâm Bồ đề, thứ hai là các việc thiện và thứ ba là nghiệp của ma. Chỉ một đoạn kinh rất ngắn như vậy mà chúng ta thấy có ba yếu tố, ba cái dữ liệu có ý nghĩa rất là lớn lao ở trong này, được Đức Phật tuyên thuyết, truyền tải đến với chúng ta. Vậy trước tiên chúng ta phải hiểu thế nào là tâm Bồ đề ở trong Phật Pháp đã. Tâm Bồ đề ở đây chính là cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm giải thoát giác ngộ, cái tâm vô ngã vị tha, vân vân. Đó chính là tâm Bồ đề. Bồ đề là gì? Là giác, là giác ngộ. Chỉ cho gì? Chỉ cho những đấng đã giác ngộ, chỉ cho cái tâm thuần tịnh thuần thiện, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai, cái tâm ấy. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư của Phật gọi là tại thánh không tăng, tại phàm mà chẳng giảm. Vậy cái tâm Bồ đề này chính là, nhà thiền gọi là chân tâm. Đó, gọi là chân tâm. Hay các hành giả còn nói là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Ở trong kinh Đức Phật dạy, các hành giả tức các vị thiền sư sau này thường dùng những lời dạy của Đức Phật đấy để khai thị cho môn đồ pháp chúng của mình, khai thị cho hậu học. Còn các hành giả tu theo tịnh độ chúng ta thì gọi là duy tâm tịnh độ,
Nói đầy đủ là gì? Là tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đó, tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đó chính là gì? Là tâm Bồ Đề. Nhà thiền gọi là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, vân vân. Nói tóm lại, tâm Bồ Đề ở đây là chỉ cho gì? Cái tâm giác ngộ hoàn toàn. Cái tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhà Phật gọi là tứ vô lượng tâm đó các quý vị. Đó chính là gì? Tâm Bồ Đề. Cái tâm giác ngộ giải thoát. Ở trong Bát Nhã gọi là vô cấu, vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố Bồ Đề, y Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân đó. Đó, đấy chính là gì? Cái tâm mà Bồ Đề. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Như ngài Trung Phong Quốc Sư đã dạy ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Đấy, nói nôm na ở tâm Bồ Đề là cái tâm gì? Vô ngã vị tha ấy, cái tâm giải thoát giác ngộ, cái tâm thanh tịnh bất nhiễm ấy, đó gọi là tâm Bồ Đề. Đó. Đấy là giải thích sơ qua về ngôn ngữ văn tự, về ý nghĩa gọi là sơ đẳng như vậy để các đạo hữu Phật tử chúng ta dễ hiểu. Đó, đấy là gì? Đầu tiên là gì? Là Bồ Đề tâm. Yếu tố thứ hai ở trong lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm này đó là các thiện pháp. Các thiện pháp ở đây chúng ta phải hiểu tạm thời được chia ra thành hai khía cạnh. Một là các thiện pháp của thế gian, hai là các thiện pháp xuất thế gian. Thế nào là các thiện pháp thế gian? Tức là chúng ta còn chấp vào gì? Vào hình tướng, chấp vào ngôn ngữ, chấp vào văn tự, thì đó gọi là các thiện pháp thế gian. Ví dụ như chúng ta gì? Đi làm từ thiện. Chúng ta đi làm từ thiện, chúng ta thấy họ gì? Họ thiếu ăn, họ thiếu mặc. Chúng ta đem đến cho họ một yến gạo, hoặc cho họ gì? Mấy bộ quần áo, và mong cho họ là vượt qua cái giai đoạn khó khăn về đói ăn rách mặc này. Chúng ta không đem một chút giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật pháp nào để khai thị cho họ. Chúng ta chỉ với mục đích thấy họ nghèo, thấy họ đói, thấy họ khổ, và chúng ta gì? Đem cơm áo gạo tiền bố thí cho họ, ban cho họ, trao cho họ bằng cái tâm gọi là thương cảm. Thấy họ nghèo, họ khổ, họ đói, họ rách, chúng ta thương cảm, chúng ta đồng cảm với họ, và chúng ta gì? Đem bố thí cho họ, chúng ta đem cho họ, chia sẻ cho họ. Như vậy là việc thiện. Việc thiện của thế gian gọi là các thiện pháp của thế gian, cũng rất là tốt. Nếu cả thế gian này đều làm được những việc thiện như thế thì giữa con người với con người chắc chắn ngày càng tốt đẹp hơn. Ví dụ chúng ta sinh ra chưa ai biết đọc, chưa ai biết viết, mà phải nhờ vào gì? Bố mẹ người thân dạy đọc, dạy viết chưa đủ, phải nhờ các thầy cô giáo dạy đọc, dạy viết, dạy về ngày xưa, thời cổ xưa thì gọi là dạy về nhân lễ nghĩa chí tín, đúng không? Bây giờ thì chúng ta gọi là dạy về đạo đức, dạy về cách làm người,
dạy về văn chương, chữ nghĩa, vân vân. Đó cũng là việc thiện, đó cũng là thiện pháp. Nhưng các pháp ấy chỉ hướng con người ta đến cái chỗ gọi là gì? Là làm sao để làm một con người sống trọn vẹn ở kiếp này. Chúng ta nhớ nhé, các thiện pháp của thế gian chỉ dạy nhân sinh, dạy nhân loại, dạy cho con người ở thế gian này sống làm sao để cho làm một con người lương thiện, hiếu đạo, trung thành, vân vân, ở trong kiếp này. Dạy con người ta biết yêu nước, thương nòi, và phải biết phấn đấu để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Còn làm giàu bằng cách nào thì điều này pháp luật của mỗi quốc gia có những quy định khác nhau. Chúng ta nhớ cái điều đó. Có những quốc gia trên thế giới họ cho cái việc gì? Hút xì ke ma túy, buôn bán thuốc viện, nếu mà được gì nhà nước cấp phép thì đấy là việc gì? Việc làm bình thường, không vi phạm pháp luật. Nhưng đối với đại đa số pháp luật các quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, nếu buôn bán xì ke ma túy, thuốc viện vân vân đó thì vi phạm pháp luật. Chúng ta thấy pháp luật các quốc gia trên thế giới, mỗi quốc gia không đồng nhau vậy. Tôi lấy một cái ví dụ như là ở Đài Loan, nếu mà giết chó mèo làm thịt thì xử tội hình sự 5 năm, 7 năm, thậm chí là 15, 20 năm tù, tùy theo trước khi giết con chó hay con mèo đó, anh hành hạ con chó con mèo đó như thế nào, thì tùy theo cái mức độ. Trước khi giết con vật đó, hành hạ con vật đó đến mức độ nào mà cái mức xử tội gì hình sự khác nhau. Và họ đưa vào luật hẳn hoi, bất cứ là gì, giết chó giết mèo như thế nào, nếu mà bị phát hiện đều bị xử tội hình sự. Chúng ta thấy một số quốc gia văn minh trên thế giới bây giờ họ cũng như vậy, như là Thụy Sĩ, như là một số nước châu Âu nữa, họ cũng đưa vào pháp luật hẳn hoi. Và đặc biệt cái này ai đi Đài Loan sẽ biết rõ cái điều này. Và người Việt chúng ta sang Đài Loan đi làm kinh tế, có một số người bắt trộm chó trộm mèo nhà hàng xóm giết thịt, và họ phát hiện ra, họ kiện báo cảnh sát và kiện lên tòa án, và có người xử 5-7 năm tù là chuyện bình thường. Như Việt Nam chúng ta giết chó giết mèo ăn thịt, đó là một việc làm bình thường. Thậm chí là con chó cảnh, thậm chí là con mèo đã sống thì khá lâu rồi, thân thiết ở trong gia đình, họ đều có thể đem bán và đều có thể giết thịt ăn bình thường. Pháp luật Việt Nam gì? Không cấm. Chúng ta nói với chúng ta cái câu đó để chúng ta biết rằng đối với các thiện pháp của thế gian thì tùy vào cái sự hiểu biết và cái quy định pháp luật của quốc gia đó cho đâu là thiện, cho đâu là bất thiện. Cho nên thì chúng ta thì sống ở quốc gia nào thì cái chấp hành pháp luật quốc gia đó tốt là được. Chúng ta chấp hành tốt theo quy định pháp luật của quốc gia đó, tức là chúng ta thì chúng ta là người thiện, chúng ta làm việc thiện, đúng không? Đấy là theo gì? Quan điểm pháp luật của quốc gia đó. Nhưng nếu chúng ta mang pháp luật của quốc gia mình sang một quốc gia khác mà chúng ta vẫn áp dụng như thế là chúng ta gì? Chúng ta sai rồi. Ví dụ chúng ta đem pháp luật của Việt Nam không cấm gì giết thịt, giết và ăn thịt chó mèo, chúng ta sang Đài Loan, chúng ta nói rằng là chúng tôi là người Việt Nam, người Việt Nam chúng tôi không cấm gì giết và ăn thịt chó mèo, cho nên chúng tôi gì, tôi sang đây là tôi không biết, vân vân chẳng hạn. Không, anh không thể cãi cùn như thế được. Anh ở Việt Nam
Anh ở Việt Nam thì anh ấy, sống theo pháp luật Việt Nam. Anh bước chân sang đất nước Đài Loan thì anh phải theo gì? Pháp luật của đất nước Đài Loan. Anh không thể cãi chảy cây cỗ được. Và anh có cãi thế nào thì cãi, họ vẫn gì? Dùng pháp luật và xử anh gì? Tội hình sự và đi tù như thường. Nếu như anh gì? Anh vi phạm pháp luật, giết chó, giết mèo và ăn thịt ở trong lãnh thổ quốc gia của đất nước Đài Loan. Cho nên các thiện pháp ở đây, vì sao mà chúng tôi phải chia ra là gì? Thành hai khía cạnh. Đó là gì? Các thiện pháp của thế gian và các thiện pháp gì? Xuất thế gian. Ở đây chúng ta thấy rằng thầy đang nói về các thiện pháp của thế gian. Ví dụ như là gì? Đi làm từ thiện cũng là thiện pháp. Dạy học cũng là thiện pháp. Thậm chí là chăn nuôi thì cũng là thiện pháp đối với pháp luật của đại đa số các quốc gia trên thế giới này. Giết hại các loài sinh linh như súc vật để ăn thịt, vân vân, cũng là gì? Thiện pháp, tức là pháp luật ở các quốc gia đó cho phép, cho nên thì họ cho đó là gì? Không vi phạm pháp luật, tức là thiện pháp đối với quốc gia đó. Nhưng khi sang các quốc gia khác hoặc sang quan điểm của một số các tôn giáo, trong đó có đạo Phật chúng ta, thì tất cả cái việc sát sinh đều là gì? Đều là ác pháp cả. Tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, thế giết mà vui mừng tùy hỷ, đó đều là thuộc về ác pháp cả. Nhưng chúng ta đem cái đó ra để tranh cãi với pháp luật của nước nhà, chúng ta không tranh cãi được. Vì sao? Vì pháp luật quốc gia gì? Họ không nói là tất cả cái việc sát sinh đều vi phạm pháp luật, mà chỉ có giết người mới vi phạm pháp luật, và giết một số các loại động vật quý hiếm được pháp luật gì? Quy định rõ ràng, thuộc các loại gì? Loại động vật quý hiếm được bảo vệ trong sách đỏ của thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta. Liệt kê trong cái các loại động vật được bảo vệ mà chúng ta giết hại thì mới gì? Mới vi phạm pháp luật. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên ở đây các thiện pháp của thế gian thì nó cũng có rất là nhiều. Ở đây có thể đúng nhưng sang chỗ kia nó là gì? Có thể là không đúng. Đây là đúng nhưng sang chỗ kia có thể sai, kia sai nhưng về đây có thể lại gì? Lại đúng. Cho nên các thiện pháp của thế gian thì nó cũng vô cùng vô tận, chẳng thể kể hết được. Còn thiện pháp xuất thế gian là gì? Đó chính là gì? Nói tóm lại ngắn gọn thôi, đó chính là tam vô lậu học mà Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ. Ba môn học: học về giới, học về định và học về tuệ, hay còn gọi là văn tư tu. Giới định tuệ ở trong nhà Phật đó, đó chính là gì? Các thiện pháp ở trong nhà Phật. Ví dụ như chúng ta gì? Bố thí, trì giới, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, vân vân. Đó cũng chính là gì? Thực hành thiện pháp xuất thế gian ở trong nhà Phật chúng ta. Chúng ta bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, vân vân đó. Đó chính là các thiện pháp xuất thế gian để hồi hướng cầu đạo vô thượng Bồ Đề vậy. Nếu nói rộng ra thì các thiện pháp xuất thế gian có nhiều lắm các quý vị. Ví dụ như chúng ta thì chúng ta học các pháp của Thanh Văn Thừa đó, tu tập về tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, tu tập theo pháp tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, vân vân đó. Nhân đến 12 pháp nhân duyên và 6 pháp ba la mật của Bồ Tát đó đều là các thiện pháp xuất thế gian vậy. Chỉ trai giữ giới, tu tập thiền định, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, vân vân. Đó chính là gì? Các thiện pháp xuất thế gian vậy. Đó, đây là gì? Chúng tôi giải thích cái khía cạnh thứ hai, yếu tố thứ hai ở trong Kinh Hoa Nghiêm, trong một đoạn Kinh Hoa Nghiêm rất ngắn này,
Đức Phật dạy này, đó là gì? Các thiện pháp. Và thứ ba đó là gì? Nghiệp của ma. Nghiệp của ma. Thế nào gọi là nghiệp của ma? Chứ ma ở đây trong chữ ma nó có bộ gì? Bộ quỷ. Bộ quỷ tức là gì? Là chỉ cho các loại quỷ thần, các loại ma quỷ, yêu tinh, quỷ mị, vân vân. Tức là cái tâm không ngay thẳng, không chính trực, cái tâm sân hận, nóng nảy, tham lam, tật đố, thì gọi là gì? Tâm ma. Cho nên ở đây gọi là giải thích cái từ nghiệp của ma. Nghiệp ở đây tức là gì? Là chỉ cho gì? Giữa ý nghĩ, lời nói và hành động, nó tạo thành cái nhân, nó tạo thành cái quả đó, thì cái giai đoạn giữa đó thì chính là gì? Là nghiệp. Nhân là gì? Thiện hay là nhân ác? Nhân thiện thì đưa đến quả quả thiện, nhân ác thì đưa đến quả gì? Quả báo xấu ác, vân vân. Đó, cái nghiệp tức là gì? Là chỉ cho cái ý nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, do chúng ta gì? Khởi lên từ ba nghiệp thân khẩu ý đó theo chúng ta, giống như bóng theo hình, giống như chiếc xe đi theo sau con vật kéo vậy. Đó, cho nên đây là nói gì? Nghiệp của ma, tức là chỉ cho cái việc làm không chân chính. Cái việc làm gì? Không như lý, như pháp của đạo xuất thế gian. Và như vậy chúng ta thấy gì? Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, câu này chúng ta thấy gì? Quên mất tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện thì đều gọi là nghiệp ma. Và câu này chúng ta phải hiểu là gì? Người làm các việc thiện nhưng không đem hồi hướng cầu đạo giải thoát, phổ độ chúng sinh, mà chỉ cầu gì? Danh văn lợi dưỡng, tiếng khen của thế gian thôi, thì đó chính là gì? Là nghiệp của ma. Ví dụ như chúng ta đem tiền tài của cải để đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, bệnh tật, không nơi nương tựa, vân vân. Nhưng chúng ta thì không phát cái tâm Bồ Đề, mong cho họ là gì? Đời đời kiếp kiếp không phải chịu cái khổ báo đói khát, rách rưới, đau khổ như thế này nữa. Mà chúng ta thì thấy họ đói, họ khát, họ khổ, chúng ta đem bố thí cho họ, đem ban cho họ, để gì? Để mình được quay phim, được chụp ảnh, được đăng lên báo, được đăng lên TV, để khoe những cái thành tích mà chúng ta làm việc thiện đó. Và đằng sau cái gì? Những cái thành tích đó là những cái động cơ ABC ẩn giấu nào đó. Thì đó chính là gì? Các thiện pháp, các việc thiện gì? Của thế gian. Và những các việc thiện đó, nó có thể và gần như là chắc chắn cũng đem lại những cái quả báo tốt cho chúng ta ở thế gian này. Nhưng chúng ta biết rằng nếu không đem cái tâm Bồ Đề để hồi hướng, cầu giải thoát giác ngộ cho chúng sinh và cho bản thân mình, thì cho dù cái phúc báo chúng ta có đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đi chăng nữa, cũng có ngày gì? Bị cạn hết vậy. Cho nên chúng ta thấy ở các quốc gia trên toàn thế giới bây giờ, chúng ta thấy những kẻ tham ô, tham nhũng, đó là ai?
Các quý vị Phật tử chúng ta nghĩ xem, không chỉ ở Việt Nam chúng ta, tất cả các quốc gia trên thế giới, những kẻ tham ô tham nhũng là ai? Đó là người kém phúc khổ rách áo ôm tham ô tham nhũng được không? Không. Những người khổ rách áo ôm, không có chức quyền, không có địa vị trong xã hội, họ không thể tham ô tham nhũng được. Tức là những người gì? Những người kém phúc. Họ không có phúc thì có ai mang đến biếu họ mà họ tham ô tham nhũng được? Họ có quyền lực gì trong tay đâu mà họ tham ô tham nhũng được? Cho nên chúng ta thấy những kẻ tham ô tham nhũng ở thế gian bây giờ đại đa số đều là những người có chức có quyền. Mà những người có chức có quyền tức là những người có gì? Có phúc báo, có trí tuệ và có phúc báo. Trí tuệ nhiều hay ít thì tùy vào từng người, phúc báo nhiều hay ít cũng tùy vào từng người. Nhưng họ ảo tưởng, họ nghĩ rằng cái trí tuệ và cái phúc báo của họ là vô lượng vô biên, ăn mãi chẳng để hết, nói có người nghe, đe có người sợ, vân vân, cả thế gian này đều phải xuống vào để nịnh bợ họ, vân vân. Cho nên họ mới gì, họ đang lầm tưởng cái gì? Cái địa vị của họ trong xã hội, vì vậy họ gì? Họ mới tham ô tham nhũng. Mà khi họ khởi cái tâm xấu ác tham lam như vậy, tức là họ đã đốt cái phúc của họ đi rồi. Họ tự đốt cái phúc của họ, đốt cháy rụi cái phúc của họ đi. Và một ngày không xa, khi họ đốt sạch sành xanh đi rồi, thì cũng là lúc này họ bị các cơ quan chức năng nhà nước phát hiện, khởi tố và xử tội tù đày, thậm chí là tử hình hoặc là chung thân, vân vân. Cho nên chúng ta thấy làm các thiện pháp của thế gian mà không hồi hướng đạo Bồ Đề, không đem cái tâm từ bi hỷ xả, không đem cái tâm giải thoát giác ngộ để gắn liền với các việc thiện đó, thì các việc thiện đó sẽ dẫn con người ta đến gì? Đến chỗ gì? Tham lam, vô độ, không biết điểm dừng, cầu mãi không chán, tham danh, tham lợi. Trong nhà vật Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là năm món là tài lợi, tài sắc danh thực thủy đó các quý vị. Nó lôi cuốn, khiến cho con người ta ở thế gian không mấy ai có thể gì? Thoát ra khỏi được năm món tài lợi này. Cho nên mới nói là gì? Quên mất tâm Bồ Đề mà làm các thiện pháp thì đều gọi là nghiệp của ma vậy. Đều dẫn dắt đến gì? Đến cái chỗ là đọa xứ về lâu về dài vậy. Trước mắt có thể gì? Là nói có người nghe, đe có người sợ đó. Trước mắt có thể có người hầu hạ dạ vâng, tiền hô hậu ủng đó các quý vị. Trước mắt có thể thấy họ thì nhà lầu ở xe hơi, quyền cao chức trọng đó các quý vị. Vì sao họ có những cái đó? Vì cái nhân thiện, cái nhân bố thí cúng dường, làm các việc thiện của họ ở đời trước, nhiều đời nhiều kiếp trước gì tích tụ. Giống như chúng ta mấy ngày hôm trước đem những hạt giống ra cái rửa thửa ruộng cái mảnh đất tốt của gia đình nhà chúng ta để gì? Để chúng ta gieo trồng cái vân vân đó. Các loại như là lúa mè, đậu dưa vân vân đó. Thì một vài tháng sau sẽ cho chúng ta gì? Nếu mà mưa thuận gió hòa cộng với chăm chỉ lao động nữa thì được mùa màng bội thu. Thì đó chính là gì? Là các việc thiện chúng ta làm gì? Ngày hôm qua, ngày hôm nay thì sẽ cho chúng ta một thời gian sau gì? Được hưởng cái thành quả ấy. Nhưng nếu chúng ta không biết điểm dừng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giàu có hơn nữa, sang trọng hơn nữa, phú quý hơn nữa, chúng ta
mới chỉ có phát một gì ạ, một góc đồi thôi, chúng ta trồng ngô khoai sắn đã được giàu có như thế này rồi, ăn uống đã thừa thãi thế này rồi. Và sang năm chúng ta phát cả quả đồi, chúng ta thấy gì? Trồng các loại hoa màu vân vân, chúng ta thấy thu hoạch được nhiều hơn và đem bán đi lại xây được nhà được cửa vân vân. Chúng ta thấy năm trước phát có một góc đồi đủ ăn đủ mặc, năm sau phát cả quả đồi thừa ăn thừa mặc, lại xây được cả nhà cửa, năm sau nữa phát thêm một vài quả đồi nữa, có tiền dư đầy nhà đầy cửa, và năm sau nữa là đem phát ra gấp mấy chục lần như thế nữa, và những người khác thấy mình giàu cũng đem phát rừng phá nương làm lấy như thế nữa, vân vân. Cả thế gian này cùng làm như thế. Các quý vị chúng ta nghĩ xem, trái đất chúng ta sống thọ được bao nhiêu năm nữa? Khi mà môi trường tài nguyên thiên nhiên bị phá nát hết, vàng rồi mỏ các loại quặng ở trong gì, ở trong đất trong đá cũng đem gì, đem đánh đeo đào đem bới hết, cây cối thì cũng đem chặt hết, những tài nguyên thiên nhiên ở trong lòng đất cũng khai thác cạn kiệt hết. Và một ngày nào đó chính nhân loại chúng ta sẽ phải chứng kiến cái thảm cảnh là gì? Diệt vong vậy. Cho nên chúng ta cứ nghĩ đó là việc thiện. Và chúng ta gì? Lòng tham của chúng ta gì? Thì vô đáy các quý vị. Cho nên nếu làm những cái việc như thế mà không đem cái tâm bồ đề, giác ngộ để quán chiếu, để nhìn nhận, để phản tỉnh thì chúng ta dễ bị lầm đường lạc lối lắm. Cho nên cái lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm này là Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát, chứ không phải là phàm phu. Hàng thanh văn còn không được nghe cơ mà, còn chưa được nghe Kinh Hoa Nghiêm cơ mà các quý vị. Cho nên chúng ta phải hiểu Kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật gì? Dạy cho các vị Bồ Tát. Chứ hàng thanh văn tiểu thừa còn không được nghe. Mà có nghe thì cũng khó có thể tin được. Huống chi là hàng phàm phu tục tử ở thế gian. Vì vậy mà chúng ta thấy, chúng ta phải thấy được cái xuất phát của bộ kinh này. Lời Phật dạy trong kinh này chúng ta nhớ là Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát. Tất cả hội chúng ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm đều là Bồ Tát hết. Cho dù các ngài giữ cái gì? Cái thân tướng là thể hiện cái thân tướng là trời rồng quỷ thần vân vân đó. Tất cả đều là Pháp thân Bồ Tát hết, Pháp thân Đại sĩ hết các quý vị. Giống như trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật nói là các vị quỷ thần, thần cây, thần cối, thần chủ, sông, thần chủ, lúa, mạ, che, lau, thần sông, thần ngoài, thần núi, thần đồi, thần đất, thần đá, vân vân đó. Đều là gì? Là Pháp thân Đại sĩ các vị Bồ Tát. Vì thương tưởng chúng sinh mà thị hiện ra như vậy. Chứ không phải các vị đó phải mang cái nghiệp quỷ thần. Mà vì cái nguyện để tận độ chúng sinh ở trong đường quỷ thần ấy, mà các ngài thì làm quỷ thần. Vậy ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng y như thế. Cho nên chúng ta phải nhớ cái điều kiện bối cảnh Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm chính là thuyết cho các vị gì? Pháp thân Đại sĩ Bồ Tát. Vì 21 ngày gì? Khi mới thành đạo, Đức Phật đã chuyển bánh xe Pháp ở nhân gian đâu mà đã có hàng vị thanh văn, 50 em ông Kiều Trần Dư lúc đó gì? Còn bỏ Thái tử Tất Đạt Đa khi còn đang tu khổ hạnh với nhau cơ mà, đúng không? Bỏ từ trước rồi. Sau này Đức Phật thành Phật, ngày mới quán chiếu mới thấy là những người nhân gian được ai là người độ trước, thì ngài mới thấy những người được độ xuất ra trước đó chính năm anh em tôi giải ông Kiều Trần Như.
Cho nên sau khi ngài thuyết pháp thì 21 ngày thành đạo xong, 21 ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề xong, ngài mới đến tại vườn Lộc Uyển chuyển bánh xe pháp, nói về tứ diệu đế độ cho năm em ông Kiều Trần Như. Và từ đó thì ngôi tăng đoàn ở thế gian thì Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo thế gian thì được hình thành. Đó. Còn ở đây chúng ta thấy Đức Phật thuyết ở trong gì? Ở trong cái chính định. Ngài ở trong đại định để vân tập các vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát đã từng theo ngài từ vô lượng vô biên kiếp về trước rồi, để tuyên thuyết về vi diệu và pháp môn. Vì vậy mà đây kinh Hoa Nghiêm nói câu này giáo lý áo nghĩa rất là cao, nói là quên mất Bồ Đề tâm mà làm các việc thiện đều gọi là nghiệp của ma. Quả thật gì là đúng với chính pháp vậy, nhưng mà đúng với gì giáo pháp đại thừa thậm thâm vi diệu của các hàng gì, các hàng Bồ Tát. Còn phàm phu tục tử, đặc biệt ở thế gian, họ sẽ không chấp nhận câu này đâu các quý vị. Đấy, cho nên ở đây thì qua câu hỏi của các Phật tử thì thầy cũng phải giải thích sơ qua như thế thôi, giải thích sơ sơ thôi. Còn dành thời gian để cho gì, cho các câu hỏi khác. Vì vậy mà các Phật tử đưa câu hỏi này nếu chưa được thỏa mãn cái tâm cầu học thì cũng có thể gì, đem câu hỏi này tiếp tục đi hỏi các quý thầy khác, các bậc tôn túc, trưởng lão khác, vân vân.